Em xin kính chào quý anh chị nha. Giờ này là 9 giờ đêm nha anh chị. 9 giờ đêm tối. Là khoảng 21 giờ đó anh chị. 9 giờ. Thì giờ đây thì em rảnh thời gian quay cho anh chị, chứ lỡ ngày mai có khách. Số đầu tiên là con số 48. Ví dụ anh chị ngủ thấy con thỏ là con số 48 nha anh chị. Phú Yên ngày 28 tháng 8 2023. Đó, Phú 48 Phú Yên nha anh chị. Là anh chị thấy con thỏ là mua 48 nha. Con Phú Yên tiếp là số 39 nha anh chị. 39 là thần tài nha anh chị. Gọi là thần tài. Rồi số 20 là con rếp, là con rít đó nha anh chị. Anh chị em thấy con rếp rít đi ra đồng lòm thì bị nó cắn hay mình thấy nó gì đó nha anh quý vị. Trong quần ố gì đó là con rít, còn là con rếp đó. 20, 11 là con chó nha anh chị. Con chó nha anh chị. Rồi tóm lam là con trùn. Tóm lam là con trùn nha anh chị. Đầu em xuống dưới đây, đài Phú Yên tiếp tục nha anh chị. 02 02 là cái bướm và cái ngực nha anh chị. Phụ nữ đó nha anh chị. Cái bướm ngực phụ nữ nha anh chị. 94 là con mèo nha nha anh chị. Rồi 76 là bà vái. 76 là bà vái, là con nghĩa mình vái sinh đó nha anh chị. Rồi 67 là con rùa nha anh chị. 53 là con vo anh chị. Ví dụ như thấy con vo nha anh chị, thấy con vo nó dí mình, thấy chim bô vậy đó nha anh chị, mình cởi vo hay là mình đi chơi du lịch mình cởi được con vo thì đó nha anh chị. Lần đầu tiên mình đi ni lông vo gì đó, ví dụ vậy, thì mình mua 53 ví dụ vậy nha anh chị. Có khi mình làm tiền thì mình mua nôm trầu nữ trụ, nôm mình mua 53, rồi nữ mình mua là 49, nôm mình mua 52, ví dụ là thấy tiền gặp nôm thấy tiền thì mình mua 53, 52 cũng được nha anh chị. Đó, nôm trầu nữ trụ nha anh chị. Và em thấy người thân về cho mình con số 52, có khi mình lại mua 53, còn nữ mình mua số 52 ví dụ vậy anh chị. Đó. Nhưng mà trong cái tịch đó nha anh chị, trong cái tịch thì con 53 là con bo, mình thấy con bo nha anh chị. Đó, rồi tiếp theo con 33 là con nhện nha anh chị. 33 là con nhện nha. 33 là con nhện. 24 là con ếch nha anh chị. Anh chị ra ruộng bắt được con ếch to hay gì đó. Mày ngủ tháng ếch. Hay mình ngủ ngoài chỗ vườn cây mà con ếch nó kêu gì đó, nó nhảy tới mình gì đó nha, trong bụng mày gì đó nha anh chị. 24 là con ếch nha anh chị. Rồi thì đến đây thì em quay video cho anh chị mình xem. Bữa nay là số em có 90 tờ với lại thì tiền quế nè anh chị nè. 33 của 24 này nè, thì có 20 tờ là 40 tờ nè anh chị. Do đại lý người ta có bớt lớn tuổi rồi cho nên bớt không có phân ra. Nhà số này là 20 tờ, đại lý ta phân ra là mỗi người bón được 5 tờ nha anh chị. Còn ở đây 20 tờ một sắp vậy luôn nha anh chị. Một sắp vậy luôn. Nên là cái đây mắc là hai số mà 40 tờ rồi. Còn cái đây chia ra 50 tờ, 50 tờ mà được 10 số nha anh chị. Đó, nên thứ hai là số em ít lắm. Có Quảng Trị đó, Quảng Trị vừa cái đài Quảng Ngãi vừa là số nhiều nha anh chị. Quảng Ngãi Quảng Ngãi là thứ bảy là Quảng Ngãi đó anh chị. Đó, công tâm là chủ nhật đó là số nhiều đó. Quê em vậy nay khó anh chị xong biết nha. Công tâm quê em là chủ nhật là số nhiều nè, Quảng Ngãi là thứ bảy số nhiều nè. Đó, nên em số hơi được nhiều. Do em nghĩ ngày xưa em bón 7-8 năm rồi, bây giờ em nghĩ đó anh chị, nghĩ ngày xưa em chưa có gia đình em bón rồi. Bây giờ là em có gia đình rồi cho nên là em bón lại, em nghĩ 7-8 năm nha anh chị. Nên bây giờ đại lý khó nha anh chị, đại lý khó cho nên là em không có số nhiều. Nói với anh chị mình để anh chị tham khảo mình mua, bữa nào có nhiều thì em quay nhiều, bữa nào có ít thì em quay ít nha anh chị. Đó. Cho nên là thứ hai, thứ ba, thứ tư là em số ít. Rồi thứ năm Quảng Trị, thứ bảy chủ nhật cũng ta là thứ trung tâm vừa cái đài mà Quảng Ngãi là số nhiều. Đó, nên là ít số thôi nha anh chị, có gì anh chị tham khảo nha. Cảm ơn quý vị anh chị đã xem và mua bia ủng hộ em nha.
cảm ơn một bọn một đứa em đã mua ủng hộ, bọn tình đoạt đã mua mấy ngày nay, cảm ơn bọn rất là nhiều. Mà nói chung là mua vé số thì hên xui thôi, thì cầu mong thì một ngày nào đó thì họ sẽ được trúng những cái giải lớn. Thì ở khu vực mình đó, người ta trúng cũng nhiều rồi nha anh chị đó. Mà ở đây thì có anh Xuân này, vì mình Xuân bà con với mình nha anh chị, trên cái sân banh kia này đó. Anh trúng hai lần đó, hai lần đặc biệt, một lần hình như là giải nhất nha anh chị. Anh Mật nữa, anh tên gọi là tên Mật gần Gốc Doa. Rồi trên nữa thì cũng có người trúng 10 tờ nha anh chị, 10 tờ con ủi trên đó, trên ba năm lộ nha anh chị, năm ba lộ bảy, xin lỗi, năm ba lộ bảy. Trên cái nhà trần cái xăng gì của anh Duy, anh trúng 200 máy anh tình vương nha anh chị. Rồi máy đây anh Sân Banh trúng 2 tờ con ủi. Rồi máy đây nghe này, hôm qua hôm kia thì có bọn ở Tân Phước trúng là 5 tờ duy nhất nha anh chị, mà cho là người bọn là 2 tờ còn 3 tờ. Thì mình thấy nó cũng trúng ra rai nên mình hàng ngày mình bón vé số, nói chung là mình cũng ghiền vé số nên mình bón vé số nha anh chị. Cho nên là mình cũng thường xuyên để lại nó, mong một ngày nào nó vô đó. Thì hôm nay mình qua vé số cho anh chị tâm sự hay dài xíu đó. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã ủng hộ kênh bón vé số kim hộ của em. Chúc cho anh chị được ngày mai được may mắn nha anh chị đó. Rồi thì ngày số này là sẽ ngày mai em sẽ là bón nha anh chị. 90 tờ thôi, chiều bón cũng được hình như 2 tờ mấy nha anh chị. Chiều nay ít có người mua bón được 2 tờ nên nha. Chiều hình như mua 2 tờ con số nào đây, 2 tờ này mình không nhớ nè. Chiều cũng bón 2 tờ nha anh chị. Để coi cái sách nào đây. Coi số nào chiều mua đây. Rồi thì video đến đây em cũng xin tạm dừng nha anh chị. Chúc cho anh chị mình chiều nay hồi chiều cho em bón con 24 số á, đúng rồi. Vì em bón con số 24 này 2 tờ nha anh chị. Rồi. Em bón đại thiệt Tân Quế nha anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Rồi em chúc anh chị cô bác cũng như quý vị anh chị em được ngủ ngon. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị luôn nha.